Xin chào quý vị, Ngọc Chi rất vui được gặp lại quý vị trong VL ngày hôm nay. Đến với VL ngày hôm nay, Ngọc Chi xin giới thiệu với quý vị một dòng máy rửa xe vô cùng uy tín và chất lượng. Và bây giờ, không để quý vị chờ lâu, thì quý vị hãy cùng đi theo bước chân của Ngọc Chi nhé. Và đây là dòng máy rửa xe mà Ngọc Chi muốn giới thiệu cho quý vị. Đó là dòng máy rửa xe Toàn Phát TB2000. Như quý vị đã biết, thì Toàn Phát là một thương hiệu Việt Nam mạnh về motor và đây là sản phẩm ưu việt của thương hiệu này. Và sau khi mà mở hộp máy ra thì Chi thấy là một con máy rửa xe TB2000 rất là chắc chắn. Và hơn thế nữa thì chúng ta còn có những cái phụ kiện đi kèm như sau. Đầu tiên là dây hút nước dài 1,5m và một đầu thì Chi sẽ gắn vào đồ lọc rác. Đồ lọc rác này quý vị sẽ cắm trực tiếp vào xô nước để có thể bơm nước lên vào trong thân máy. Và đầu còn lại Chi sẽ gắn vào khớp nối nhanh. Để khớp nối nhanh có thể đi trên trong vào thân máy thì Chi phải cần thêm một van hút. Và sau đó gắn khớp nối nhanh vào van hút, chỉ cần nghe một tiếng tách là được. Sau khi xong đầu nước gào thì Chi sẽ lắp thêm đầu nước ra. Đây là dây xịt cao áp dài 10m, chúng ta có thể xịt sâu những nơi ngõ ngách. Và một đầu của dây cao áp Chi sẽ gắn vào súng phun nước. Đầu còn lại Chi sẽ gắn vào bên trong của thân máy. Và bây giờ công đoạn lắp ráp đã xong. Trong một thời gian ngắn, Chi đã có thể lắp ráp được dễ dàng. Và giờ thì chúng ta hãy đi test máy thôi. Máy rửa xe cao áp Toàn Phát TB2000 được làm từ motor đồng và tiết kiệm điện năng, tuổi thọ của máy cao. Hơn thế nữa, điện áp làm việc của máy chuyên dùng cho gia đình 220V với công suất lên đến 2000W, áp suất làm việc 133 và lưu lượng nước là 8 lít trên phút. Sau khi test máy xong thì Ngọc Chi thấy rằng máy chạy rất là mạnh và ok. Và đặc biệt, nếu như quý vị muốn mua hàng thì quý vị hãy để lại số điện thoại bên dưới phần bình luận để nhân viên Thế Giới Máy có thể gọi lại và hỗ trợ cho quý vị. Ngoài ra thì quý vị có thể đặt hàng trực tiếp trên website thegioimay.vn hoặc gọi vào số điện thoại này. Và khi mua hàng tại Thế Giới Máy, quý vị sẽ được đảm bảo cam kết 100% là hàng chính hãng với chất lượng và giá cả phải chăng. Và đặc biệt là vận chuyển trên toàn quốc và vận chuyển nhanh từ 1 đến 2 giờ đồng hồ trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh.